môn đội trưởng thủ môn. Thì sau đăng ký thì mình thấy mình phải nhắc nó luôn. Anh ơi, anh Hiếu ra đây này. Thằng nào đội trưởng, thằng nào thủ môn. Anh ơi, Sơn đây, chị Sơn, anh ơi. Có một đội trưởng nữa, có một đội trưởng nữa. Về mò mẹ mày. Cô mấy? Ở phút đầu tiên của trận đấu, cầu thủ mang áo số 6 Ngô Văn Đức của đội thiếu niên Nghi Lộc ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Xong rồi cái giải đấy, trận nào thằng nào xuất sắc ở trận này thì mình ghi vào đấy này, đánh ghi bên dưới này, xuống mấy đây để cuối cùng tổng kết lại thì cái rồi hiệp hai đây mấy thằng trong đây đi bồ tiếp cũng có người mà thằng lên